Chào mừng quý vị đã đến với kênh Rú Rô Liêu Vĩnh, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì Thủy xin mời quý vị đi dạo một vòng vườn nhà của Thủy sau những đêm trời lạnh xuống trừ 11, trừ 12 độ C. Chúng ta sẽ xem coi rau gì còn sống sót và rau gì đã hư hại hết. Trước hết thì chúng ta đi dạo một vòng trong cái khu rừng của Thủy. Một vùng nhỏ thôi, rừng cây thì bây giờ không còn lá nữa, tất cả lá đều khô héo nằm ở trên mặt đất. Khi đi vào trong vườn thì Thủy thấy có một vài loại nấm có vẻ đặc biệt, cho nên Thủy chụp hình mấy cái đó để gửi đến quý vị. Thứ nhất là cái loại nấm gọi là Dead Man Fingers, hay là những ngón tay của người chết. Rất là lạ là từ ở dưới đất, những cái nấm này mọc lên cũng như là những cái ngón tay của người chết, khô, nâu, sậm, nằm trên mặt đất. Ban đầu thoạt nhìn thì hơi sợ sợ, nhưng mà nhìn kỹ lại thì chỉ là nấm mà thôi. Loại nấm này ở bên tàu là người ta ăn, nhưng mà Thủy thì không có ăn tại vì không có dám thử những cái loại nấm lạ mà mình chưa có bao giờ ăn đến. Còn thứ hai nữa là loại nấm gọi là puffball mushroom, hay là nấm, hay là tiếng Việt được gọi là nấm phòng hình quả lê hoặc quả bóng. Những cái loại nấm này, Dead Man Finger hay là puffball mushroom, nó mọc ở trên những cái thân cây đã chết và đã mục nát, hoặc giả là trên những cái khúc cây nằm trên những cái đống lá mục. Vườn nhà Thủy thường thì vào cuối tháng 10 là đã xong hết rồi, không có còn nữa. Nhưng mà năm nay vì trời ấm dài hơn cho nên rau cải cũng còn được một vài thứ. Như quý vị thấy cái dàn màu của Thủy đó, Thủy hái không có kịp, trái nhiều quá, cho nên còn sót lại mấy trái thì nó bây giờ nó đã hư rồi. Nhưng mà Thủy sẽ lấy hột làm giống để trồng cho năm sau. Cái mà còn tốt là rau húng và cái lá gọi là sage. Cái lá sage này cũng là một cái loại rau thơm mà những người dân ở đây họ cắt vào, họ treo lên hoặc giả là đốt ở trong lò sưởi. Vì cái mùi thơm của cái rau này nó sẽ giúp cho quý vị chống lại những cái cơn cảm cúm bình thường mỗi năm. Kế đến là kiệu. Kiệu của Thủy thì Thủy mới có trồng năm nay thôi, chưa có thu hoạch lần nào hết. Và Thủy trồng từ hồi đầu tháng 4, tuyết vừa mới tan, thì Thủy bỏ cái những cái củ kiệu mà một người bạn mua cho, một cái dĩa nhỏ, thì Thủy trồng xuống. Suốt mùa hè nó không có phát triển cho tới mùa thu. Nó phát triển, bắt đầu phát triển thì đã lạnh tới rồi, cho nên Thủy sẽ không có thu hoạch được mà phải để qua mùa đông. Và Thủy tin rằng cái rau kiệu này nó cũng giống như là hè, nó sẽ sống qua mùa đông. Thì đến mùa xuân Thủy sẽ tách bụi và trồng tiếp nhiều hơn, để mà cuối năm sau mình có củ kiệu để làm chua ăn Tết. Kế đến là cái rau salad và rau cải bẹ xanh, cải bẹ tím. Những cái rau này chịu lạnh cũng giỏi, nhưng mà lạnh quá trừ 11, trừ 12 độ là cũng bị héo úa hết nếu không được che đậy để bảo vệ from đông đá. Thủy đã đậy lại cho nên tới giờ này nó vẫn còn xanh để mà thu hoạch một thời gian nữa, có thể đến giữa tháng 12. Cho tới khi tuyết phủ hết thì không có thể nào mà sống được nữa hết. Nhưng có một loại mà sống mặc dù bị tuyết phủ, đó là keo. Keo rất là mạnh và keo sống 2 năm. Sống qua mùa đông, sống mặc dù tuyết rơi, Thủy ra bươi tuyết ra vẫn hái keo được.
Và mùa đầu thì, năm đầu thì keo không có ra bông, cho nên keo sống qua mùa đông, cho đến năm thứ hai thì keo sẽ ra bông và có hột. Cho nên mỗi một cái lần trồng keo là xài được 2 năm. Và sau khi lấy hột là trồng tiếp, thì cứ mỗi 2 năm trồng keo lại một lần. Và keo này ăn rất là ngon và rất là bổ dưỡng. Thủy hái vào thì nấu canh, hoặc là cái mà Thủy thích nhất là xào với bơ. Xào nóng ăn với bơ. Xào nóng với bơ cho nên rất là thơm ngon. Thủy rất thích và thường Thủy rất, nên Thủy rất thích là keo mỗi lần hái vô thật là nhiều cả rổ để mà xào bơ. Và cái mà chịu lạnh giỏi nữa đó là hành nén. Hành nén chịu lạnh cho tới -20 độ. Và Thủy để qua mùa đông và mùa xuân Thủy sẽ tách bụi và trồng tiếp. Nếu thành công thì Thủy có thể thu hoạch hành nén một năm được 2 lần. Một lần vào mùa xuân khi mà Thủy trồng vào mùa thu, và một lần vào mùa thu khi Thủy trồng vào mùa xuân. Và hành nén này lá ăn rất là ngon. Quý vị thấy là Thủy đã cắt lá hết rồi để đông lạnh, và lá ăn rất là mềm, rất là thơm. Mặc dù cắt lá nhưng củ ở dưới đất vẫn tiếp tục phát triển cho tới mùa xuân Thủy đào lên để mà tách bụi. Có một loại trái mùa này làm cho cái khu vườn rực rỡ giống như lá thu màu vàng, đó là loại mà gọi là Chinese lantern. Chinese lantern này cái trái như là cái trái thụ đồ thường của mình, nhưng mà cái vỏ ngoài thì bự nhưng mà cái ruột thì nhỏ, màu cam giống như màu trái gấc, rất là xinh đẹp, rất là đẹp, và ăn thì cũng rất là thú vị, mặc dù không ngon bằng trái thụ đồ thường, nó hơi đắng hơn một chút. Bây giờ thì cành lá đều đã hư hại hết rồi, nhưng mà cái vỏ của cái trái thụ đồ này vẫn còn tươi tốt và Thủy vẫn còn thu hoạch được để mà ăn tươi. Còn mấy con gà vịt của Thủy trong nhà, ở đây là Thủy cho quý vị thấy cái đám vịt của Thủy. Chúng nó rất là sởn sơ mặc dù là trời rất là lạnh. Gà với vịt thích ứng với thời tiết rất là giỏi. Mặc dù thời tiết 4 mùa thay đổi từ xuân hạ thu đông, gà vịt vẫn bình thường, chuồng không có lò sưởi và chỉ cần có một cái gọi là làm nóng cho nước uống, đừng có đông đá mà thôi. Chúng sống rất bình thường. Nhưng mà mùa đông thì ngày rất là ngắn, tối nhanh và sáng chậm, cho nên chúng nó không có đẻ trứng. Vịt thì hoàn toàn không đẻ trứng nữa. Gà thì thỉnh thoảng 1-2 ngày thì đẻ một lần, nhưng mà không có đẻ mỗi ngày như là lúc mùa hè ngày dài. Cho nên vào mùa đông thì trứng tươi Thủy vẫn còn có trứng gà, nhưng mà không có đều đều mỗi ngày. Thủy có mấy chục con gà mái, cho nên mặc dù chúng không có đẻ đều đều, Thủy vẫn có đủ trứng tươi để mà sử dụng ở trong nhà. Đó là vườn tược của Thủy vào lúc này, nghĩa là bắt đầu mùa đông rồi đó quý vị. Vài ngày nữa, tuần sau là tuyết phủ hết rồi. Cho nên bây giờ còn được cái gì là thưởng thức cái đó. Thủy hy vọng quý vị thích những cái video của Thủy. Xin quý vị ủng hộ để Thủy có năng lượng làm tiếp thêm những cái video khác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.